Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây Linh Sam 86 đã ép trụ gốm và đã xuống khỏe ha. Cây đã rất là già rồi nè. Nó ra hoa riết ha, nó mới ra một đợt bông, bây giờ nó lại ra bông nữa nè. Cây đó rất được ép trụ gốm và đã xuống khỏe ha. Cái này về mình mà xịt thêm thuốc kích bông cho nó ra bông nó là sẽ ra rất là nhiều luôn. Mấy bữa trước thì em có quay một cây Linh Sam mà khi 86 mà khi nó trụ bông á, kín cả cây rất là đẹp ha. Cây nhỏ mini nhưng mà đã rất là già rồi. Giờ rồi em xin giao lưu cây Linh Sam 86 này với giá là 150.000 em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.